Hello everybody, welcome to my channel. Và clip này thì mình sẽ chơi map Ascent East. Let's go. Ok. Level 20. Nhiệm vụ lần này thì các bạn phải đi bảo vệ những bông hoa. Ok, let's go. Đời 21, ok. Wow. Mình sẽ lấy hoa đầu tiên. Let's go. Coming.
Một anh chàng khổng lồ. Anh chàng khổng lồ này thì mình sẽ xử lý kiểu này. Ok. Let's go. Thank you.
rồi, đây 25. Hình như là bọn này gặp tướng rồi. Ok. Let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.